Chào thầy và các bạn, hôm nay mình sẽ trình bày bài tập 3. Mình tên là Lê Quang Nhật, mã số sinh viên là 1741213. Thì yêu cầu của bài tập 3 là thiết kế mạch giao tiếp vi điều khiển 16F887 với 16 header, viết chương trình điều khiển 16 led chạy theo 10 kiểu khác nhau. Thì đầu tiên là về mạch nguyên lý, mình xin sâu cái mạch nguyên lý của mình. Đây là mình có một gắn một cái chân reset ở master reset dao động thạch, một cái thạch anh, và mình sử dụng hai bọt CD để giao tiếp 16 led, và mình gắn trực tiếp đây là mình dùng một cái biến trở đây để nối cho nó nhanh. Ở đây chỉ có ở trong mô phỏng thôi chứ tế là phải làm từng con. Đây mình dùng mấy cái điểm nối đây để nối với các con led mình có ký hiệu. Ở đây là phần cứng của mình. Bây giờ mình sẽ xin trình bày qua phần code. Đây là mấy cái khai báo cơ bản. Mình dùng các cái biến. Đây là các cái biến phụ của mình. IC đây là mình dùng. Đây là mình có viết một chương trình con để xuất 16 led. Đầu tiên là mình gắn cái IC cho Y, cái bọt C, cái tất cả bọt C cho Y. Sau đó bọt D sẽ bằng bọt cái ID sẽ bằng cái Y tổng sẽ dịch qua 8 đơn vị, và output ICID. Đây mình có viết hàng con để gọn, sau này mình chỉ gọi dưới đây là nó chạy, không cần phải viết lại. Đầu tiên mình sẽ kích bọt C bọt D là cho nó là output hết. Đây là thì mình có viết 10 kiểu led, thì mình viết có 10 kiểu đó chính là sáng tắt dần 5 lần, sáng dần dịch trái, tắt dần dịch phải, led sáng tắt sang kẻ 5 lần, mạch vòng, 8 led bên sáng, sáng tắt luân phiên, sáng dần tắt dần từ ngoài vào trong, 4 led sáng tắt sang kẻ, sáng dồn và sáng từ phải sang trái, mỗi lần 3 led. Và xin mình sẽ giải thích code của từng cái kiểu led. Đầu tiên là sáng tắt 5 lần thì mình dùng phần lọc for. Đầu tiên là cho y nó bằng 0. Và mình cho là mỗi lần sáng tắt là 2 lần. Sáng một lần tắt một lần, mình cho nó sáng tắt 5 lần, nghĩa là mình cho y nó giới hạn của nó là nhỏ hơn 10, nghĩa là chạy từ 0 tới 9 là 10 lần. Mô biến mình tăng lên một đơn vị, là mình ghi hàm xuất ra là xuất cái giá trị led ban đầu là mình cho là hồi nãy là tắt hết. Mình đảo dưới đây mình sẽ cho delay là 200 giây để cho dễ nhìn thấy, và sau đó là đảo lại, đảo của tắt là sáng. Đây là chương trình đầu tiên là sáng tắt 5 lần, và đây là sáng dần dịch trái. Đầu tiên thì mình phải set lại cái giá trị ban đầu, cái biến y của nó 16 led là phải tắt hết, và mình cho nó dùng được là for 16 lần, đó là dần đầu cho y bằng 0. Rồi tiếp tục mình giới hạn cái điều kiện nó là nhỏ hơn 16, tiếp đó là y cộng lên một đơn vị. Thì dịch sang trái, nghĩa là mình cho mình dây là dịch một ba đơn vị mình cộng cho một, nghĩa là biến số 1 nó dịch từ phải, nó sẽ dịch trái là từ phải sang trái, nó sáng dần là 1, rồi cộng thêm 1, rồi cộng thêm 1, biến qua bên trái mỗi lần ấy nó dịch một đơn vị. Đó là code của phần sáng dần dịch trái. Còn về tắt dần dịch phải thì mình cho nó tắt hết, rồi cũng làm tương tự như của sáng dần dịch trái, nhưng mà đây mình cho dịch ngược lại và mình delay nó là cho delay 100 giây thôi. Còn có về mà led sáng tắt sang kẻ 5 lần, đầu tiên đó là mình cho nó một led sáng và một tắt là như vậy, là theo hệ thập phân đó là một led sáng một tắt, đây là hệ nhị phân của nó 10 10 10, là qua hệ hết của nó là nó bằng 10 10 10 là bằng A trong hệ hết. Rồi mình cho điều kiện nó là 10 lần là nó do 5 lần, 1 lần, 2 lần nó đảo vị trí với nhau á. Là mình cho xuất led. Đây. Rồi mình cho nó dịch qua một đơn vị nữa. Về mạch vòng. Đầu tiên mình cho nó bằng 1. Mình cho cái led ngoài cùng bằng 1. Nó sẽ dịch vòng, nó sẽ dịch theo vòng tròn. Sẽ cho biến xuất led và nó delay 100 giây. Và chương trình số 6 là kiểu chạy số 6 là
tám led hai bên sáng tắt luôn phim. Thì đầu tiên mình xét giá trị là cho hai là cái bọt hai cái tám led ngoài cùng sáng sáng trước là FF, còn tám led ở trong là tắt, rồi mình xuất ra mình cho delay, rồi cho ngược lại là tám led ở trong tắt, tám led ở ngoài tắt và tám led ở trong sáng, rồi mình cho delay, rồi xuất led và delay. Rồi và chương trình thứ bảy, kiểu sáng thứ bảy là sáng dần tắt dần. Đầu tiên thì mình cho led là cái e left e right là bằng không hết, nó chỉ mình phải gắn hai biến tạm e left e right bằng không. Sau đó mình cho vô vòng lọc for, đầu tiên đó là mình cho y bằng không, điều kiện y nhỏ 8, y cộng cộng. Nghe đầu tiên là cái bài này có nghĩa là đầu tiên đó là đầu tiên y đó bằng 1, tăng 1 xong nó dịch vô một đơn vị, nó sẽ bằng 1, nó cộng thêm 1 nữa, dịch vô đơn vị nó cộng thêm 1 nữa, nghĩa là sau này cái hàng này sẽ bằng 1 hết, có nghĩa là led nó sáng hết. Rồi xong sau đó mình cho dịch ngược lại, có nghĩa là cái hàng này sẽ bằng 1, bằng 1 không và tắt hết. Và cái này cũng vậy, đầu tiên mình cho nó sáng hết, xong rồi đó mình cho một con không vô, cho một số không vô, mình sẽ dịch số không rồi mình cộng vô, nó sẽ tắt hết. Bài này là qua chương trình số 8, có nghĩa là 4 led sáng, 4 led tắt xăng kẽ nhau. Thì đầu tiên mình sẽ cũng giống như cái bài mà 5 led sáng vì 5 led sáng xăng kẽ, 5 led sáng xăng kẽ nhau, thì mình cho luôn cái 4 led này, 4 led ở ngoài sáng, 4 led ở trong đây là tắt rồi xăng kẽ nhau. Thì đồ cho là 0x f0 f0, rồi mình xuất led mình delay, xong giờ mình sẽ xét lại là 0 0f0f, thì nó sẽ mình cho xuất và mình cho delay. Còn về cái phần chương trình số 9 là sáng dồ, thì sáng dồ có nghĩa là hai led bên ngoài nó sẽ hai bên nó sẽ dồn vô, nó từ từ hai bên sẽ dồn vô. Đầu tiên cho y bằng không, mình sẽ đặt cái biến tạm là biến rin là 0x, không biết không là cái một ở ngoài cùng. Xong cho con biến k là bằng y, mình cho có nghĩa biến k bằng y, nghĩa là mình cho cái biến k nó bằng y là bằng 1, nó sẽ ở ngoài nó sáng vô, mình cho hai cái này o lại với nhau, nghĩa là sáng tới cái chỗ này, nó sáng tới cái này là hai cái sáng, gọi là sáng dồ, hai bên mình cho rin nó đảo từ đây qua đây. Rồi thì bài sáng dồn thuật toán nó chỉ có như vậy thôi. Còn bài sáng dần từ phải sang trái mỗi lần 3 led, thì đầu tiên mình cho y bằng 0 thì sáng dồn giống như bài hồi nãy, nhưng bây giờ mình cho nó tới 3 led nên mình xét giá trị của nó sẽ là 3 led, 3, 16 led thì sẽ 15 con, thì sẽ nó sẽ dịch 5 lần, nó sáng dần 5 lần. Đây mình cho y nó sẽ bằng y, nó dịch qua 3 đơn vị cộng cho 0x 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 0x
không, 111. Đây là 3 lẽ sáng nó sẽ dịch vô cho delay, và bài này cho delay tới 300 giây để cho điều dễ nhìn thấy. Và đây là cái làm 10 cái chương trình sáng của mình. Và sau đây mình sẽ mô phỏng cái phần code của mình. Đầu tiên mình sẽ cho chạy lại từ đầu. Mình sẽ nạp code. Bài code đây, bài tập 3. Ok. Và bắt đầu mô phỏng. Đây mình sẽ để cho các bạn vừa thấy. Đây là kỹ sáng số 1, kỹ sáng số 2, kỹ sáng số 3, số 4. Số 5, số 6. Có nha. Số 7 rồi tắt dần. Số 8, bốn lá xanh kẻ nhau sáng. 5 lần. Và chữ số 9, sáng dồn. Rồi.
đây là phần mô phỏng của mình. Có 15 led, 3 năm 15, nên là cái led đây nó bị tắt. Mình sẽ chạy lại một lần nữa. Đây, số 1, số 2, số 1. Đây là bài tập của mình. Cảm ơn các, cảm ơn thầy và các bạn đã đón xem. Xin cảm ơn.